cách học và lấy tấm bằng trung cấp nghề tại Hà Nội. Danh sách đăng ký học tiếng Anh trung cấp tư vấn kỹ thuật rất tăng long. Hầu hết là bọn em chưa thi không học gì. Các em có phải nộp học phí gì không? Không. Học sinh bảo có, nhà trường lại phủ nhận. Không liên quan, không phối hợp đào tạo gì với trường trung học phổ thông Chu Văn An. Không được tiếp xúc với cái phôi bằng như thế. Thưa quý vị, chương trình đào tạo 9 cộng là một trong những chính sách quan trọng nhằm đào tạo nghề, giúp thêm lựa chọn nghề nghiệp cho các em học sinh sau khi học hết cấp 2. Tại Hà Nội, việc phân luồng cho học sinh để học nghề được chính quyền hết sức quan tâm thực hiện. Cũng vì thế nên là những bạn học nghề sau bậc trung học cơ sở trên địa bàn thủ đô, tại các trường trung cấp và cao đẳng đều có thể được hưởng chính sách miễn học phí từ tiền ngân sách theo quy định chung nếu các em có nhu cầu và đăng ký học. Tuy nhiên, qua thông tin cung cấp từ khán giả là giáo viên và một số học sinh gửi tới phóng viên của Chuyển động 24 giờ thì có một câu chuyện kỳ lạ đang diễn ra tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đó là các học sinh trong trường dù không phải đối tượng của chương trình đào tạo 9 cộng vẫn học văn hóa toàn thời gian như các học sinh trung học phổ thông khác nhưng lại được cấp bằng nghề trung cấp từ một ngôi trường trung cấp khác. Và để đảm bảo việc học tập của các em học sinh đã trực tiếp phản ánh câu chuyện nói trên không bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin phép được giữ kín danh tính và hình ảnh của các em cũng như là của cả giáo viên. Hai cựu học sinh trường Trung học phổ thông Tư Thục Chu Văn An, huyện Đông Anh, Hà Nội vừa tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 vừa qua. Ngoài bằng tốt nghiệp, theo chia sẻ của học sinh, các em còn được cấp thêm một bằng trung cấp nghề tiếng Anh do trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long ký. Bằng trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long này em được cấp vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Bên trường kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long sang trường em và sẽ cho tất cả khối 12 kiểm tra. Dạ là mỗi tuần là bọn em sẽ có 2 buổi học nghề nhưng mà không được học chị ạ. Chúng tôi đã phỏng vấn thêm nhiều học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An của các khóa học từ năm 2020 đến nay. Các em cho biết khi bước vào lớp 10, các em đã được ký vào một danh sách tham gia học nghề do giáo viên chủ nhiệm đưa tới, chỉ với một lựa chọn duy nhất là trung cấp nghề tiếng Anh. Dĩ nhiên, các em vẫn phải học đầy đủ chương trình giáo dục trung học phổ thông như bình thường. Trường trung cấp nghề Bắc Thăng Long thì bọn em thi vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024. Đấy là đợt thi cuối nhá. Sắp tới thì có thể là bọn em sẽ được nhận được bằng trung cấp nghề. Các thầy cô bên trung cấp nghề vào để giám sát bọn em thi. Lúc đấy em còn chưa biết là thi kiểu gì. Thế xong rồi các thầy cô mới hướng dẫn quy trình thi, bởi vì là đề cương cô đã gửi từ trước rồi. Mấy cái đề thi đấy nó y hệt ở trong đề cương luôn đấy chị. Giờ đề cương ra là mình chép được luôn đấy. Đấy, lần nào cũng thế cả. Theo tôi biết là giáo viên cũng không biết được ngày nào sang, buổi nào sang. Bất thình lình là sang một cái là các em không biết là thôi nghỉ tiết này. Nếu là tiết này tiết học văn hóa thì các em nghỉ luôn, làm bài kiểm tra nghề luôn. Chứ không có thông báo trước cái gì cả. Cũng theo lời kể của học sinh khối 11 năm nay, tới kỳ thi, đích thân các giáo viên trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã qua trường Trung học phổ thông Chu Văn An để tổ chức cho học sinh làm bài. Có mấy lần em thi nghề bên ý mà giáo viên đưa bài em làm thôi. Thi trên điện thoại. Làm vào trong cái link, xong rồi nếu mà xong thì sẽ ghi điểm và ký tên trong danh sách rồi. Rồi mình học không mất tiền đúng không? Vâng, không mất tiền. Không mất một đồng nào. Vâng. Một khảo sát nhỏ cho thấy đúng là cũng có không ít học sinh của trường Trung học phổ thông Chu Văn An có ý định học nghề, chứ không nhất thiết là phải học đại học. Nhưng tấm bằng trung cấp nghề tiếng Anh mà các em được cấp cũng chưa thể giúp gì được cho các em. Em muốn gọi là học về công nghệ thông tin thì nếu mà cấp bằng thì bằng này thì cũng không liên quan đến mấy. Em học về lĩnh vực làm đẹp nên cái nghề này em cũng không quan trọng lắm. Em không muốn học gì hết và em không biết gì hết thì em cho rằng đây là một cái bằng này là lãng phí ạ và không cần thiết ạ. Nếu như những thông tin phản ánh từ học sinh và giáo viên nói trên là hoàn toàn chính xác thì thực sự khá là kỳ lạ phải không ạ? Dĩ nhiên từ phía học sinh thì vì các em không phải học, không phải đóng học phí như các em đã kể nên là việc có thêm một tấm bằng trung cấp nghề tiếng Anh cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nhưng từ phía giáo viên thì có thể hiểu được việc thỉnh thoảng bị gián đoạn thời gian học chính khóa của chương trình trung học phổ thông vốn đã khá nặng thì cũng khá là phiền toái. Và quan trọng hơn cả, nếu những thông tin phản ánh trên là chính xác thì việc đối tượng không thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ học nghề mà vẫn được thụ hưởng thì ngân sách nhà nước có nguy cơ bị lãng phí. Và xin nhắc lại là để hiện thực hóa chủ trương phân luồng sau cấp 2 thì nhà nước hiện hỗ trợ hoàn toàn học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề. Tại Hà Nội
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì tổng số học sinh theo chương trình 9 cộng được miễn học phí của tất cả các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thủ đô đã tăng lên trong 3 năm trở lại đây. Như là năm 2021 là trên 15.000 học sinh, năm 2022 là gần 20.500 học sinh, năm 2023 là gần 22.000 học sinh. Luật thủ đô vừa được thông qua hồi tháng 6 này cũng có quy định về hỗ trợ học phí, học nghề, trình độ trung cấp, cao đẳng. Như vậy là có thể thấy tâm huyết và ngân sách để đầu tư cho chính sách đào tạo nghề của cấp chính quyền là không hề nhỏ. Nên là việc áp dụng thế nào cho đúng quy định, đúng đối tượng là điều hết sức cần thiết. Thưa quý vị, trở lại với câu chuyện bất ngờ được cấp thêm bằng học nghề của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Và trên tay của tôi lúc này đang cầm là những hình ảnh chụp lại tấm bằng học nghề mà các em học sinh Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Đông Anh, Hà Nội vừa được cấp cách đây không lâu. Rất là nhiều, chúng tôi cũng đã chụp lại rất nhiều những tấm bằng khác nhau. Và theo phản ánh của các em, nhóm phóng viên của chúng tôi đã tới làm việc với ban giám hiệu của cả hai trường và đã nhận được câu trả lời còn bất ngờ hơn. Ban đầu, trong vài phụ huynh có nhu cầu cho con học nghề sau bậc trung học cơ sở, nhóm phóng viên đã tới tìm hiểu ở phòng tuyển sinh của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Theo lời giới thiệu, trường trung cấp này hiện đang đào tạo 23 nghề. Đại diện phòng tuyển sinh cho biết, nhà trường có phối hợp đào tạo nghề với Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, ngôi trường nằm ngay đối diện cổng trường nghề. Chu Văn An là chỉ quản lý về mặt cấp 3, còn bên em thì quản lý về mặt nghề. Có nghĩa là bên em sẽ phối kết hợp với bên trường Chu Văn An để dạy nghề. Có nghĩa là phân luồng học sinh, đối tượng học phí để nhà nước chi trả, không mất tiền. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, nhóm phóng viên đã liên hệ trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường sau khi ghi nhận câu chuyện tại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thì câu trả lời lại ở hướng ngược lại. Bên mình xác nhận là mình không có liên quan gì. Đúng rồi, không có liên quan đến học nghề. Miễn phí. Không liên quan, không phối hợp đào tạo gì với trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Còn từ phía trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Đông Anh cũng khẳng định nội dung tương tự. Đó là trường không hề biết thông tin về những tấm bằng trung cấp nghề được cấp cho học sinh trong trường. Bọn mình là không được tiếp xúc với cái phôi bằng như thế này. Chưa thấy bao giờ? Chưa thấy bao giờ. Trường được giao nhiệm vụ là giáo dục theo chương trình phổ thông. Cho nên là trường mình chỉ đào tạo văn hóa trung học phổ thông theo quy định. Và không có bất kỳ một hình thức nào liên kết cũng như là hợp tác nào đối với chương trình mà bạn trao đổi. Thưa các bạn, trên tay tôi đang cầm đây là một danh sách học nghề tiếng Anh do Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long gửi tới cho Trường Chu Văn An để các em đăng ký vào đầu lớp 11. Tôi sẽ thử check xem là trong danh sách này thì có các bạn học sinh có được học nghề từ năm lớp 10 đến bây giờ hay không nhé. Cô giáo ạ, đây lớp 11A3 phải không ạ? Cái danh sách này là có thật đúng không? Vâng. Các em đã được ký vào đây chưa? Ký hết chưa? Ký rồi ạ. Các em có phải nộp học phí gì không? Không. Em có ký vào cái này ạ. Danh sách đăng ký học tiếng Anh Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Cái danh sách này thì được ai mang tới để cho các em ký đây? Giáo viên chủ nhiệm lớp em. Kiểm tra ngay tại lớp học, học sinh xác nhận là có học nghề miễn phí, trong khi cả hai nhà trường đều kiên quyết phủ nhận điều này. Học làm sao nổi, đúng không? Học thì ông phải đến nơi cái trường nghề ông học đàng hoàng, đúng không? Và cái chương trình của nghề người ta cấu trúc nó chặt chẽ chứ đâu phải để ra một cái văn bằng. Trong các văn bản đã quy định, đối tượng không phải đóng học phí, chỉ có là học sinh đã tốt nghiệp bậc trung học cơ sở, học tiếp lên trình độ trung cấp. Trả lời các thắc mắc của phóng viên Chuyển động 24 giờ về đối tượng được miễn học phí học nghề, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định trong công văn số 2817 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và công văn số 2309 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều nhấn mạnh để nâng cao chất lượng đào tạo, đề nghị các trường không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh đồng thời đang theo học tại các trường trung học phổ thông. Còn đây là thông tin danh sách tổng số học sinh được miễn học phí cũng như là kinh phí cấp cho Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cung cấp cho phóng viên của chúng tôi. Kinh phí cho dạy nghề sau trung học cơ sở năm 2023 của trường này là trên 16 tỷ đồng, đã tăng gấp đôi so với năm 2019. Theo công bố trên website của nhà trường, trường này hiện liên kết đào tạo với rất nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội như là Đông Anh, Ba Vì, Sóc Sơn, Hoài Đức, Gia Lâm.
liệu có hay không những bất thường trong liên kết đào tạo nghề giữa trường trung cấp nghề và trường trung học phổ thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với cơ quan chức năng và các trường liên quan để làm rõ thêm các thông tin về vấn đề này để gửi tới quý vị trong các chương trình tiếp theo.